Cường Đô La lần đầu lộ diện sau động thái lạ trên mạng xã hội, tinh thần mệt mỏi, già đi trông thấy. Cường Đô La đã có lần đầu xuất hiện sau những động thái lạ trên mạng xã hội vào sáng nay ngày 30 tháng 7. Cách đây chưa lâu, mạng xã hội xôn xao trước những động thái lạ của vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Theo đó, dân tình phát hiện cả hai đã ẩn những bài viết trên trang cá nhân, chỉ để lại một số ảnh gia đình. Động thái kể trên của vợ chồng Cường Đô La khiến dân tình thắc mắc đặt câu hỏi liệu rằng có chuyện gì đang xảy ra với cặp đôi. Cho đến sáng nay ngày 30 tháng 7, nam doanh nhân đã có lần đầu lộ diện sau loạt động thái lạ trên mạng xã hội. Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên tuổi trẻ online, Cường Đô La đã xuất hiện tại đại hội cổ Củ đông của công ty, diễn ra sáng nay ngày 30 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông xã Đàm Thu Trang diện vét xử lý các vấn đề liên quan đến công ty tại sự kiện sáng nay. Cường Đô La gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây hình ảnh của anh được người qua đường đăng tải lên nhiều nền tảng. Đáng chú ý, dân tình đặc biệt quan tâm đến dáng vẻ mệt mỏi, tiêu tụy của đại gia phú núi. Sau vài ngày biến mất, ông xã nằm thu trang xuất hiện với gương mặt nhiều nếp nhăn, bọng mắt lớn, ngoài hình già đi trông thấy. Cường Đô La thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài phong độ, cơ bắp, săn chắc. Ở tuổi 42, anh chăm chỉ chơi thể thao như tập gym, xe đạp, đánh gốc, để trèn luyện hình thể. Nhiều người nhận xét ngoại hình trẻ trung của cường đô la đều nhờ vợ chăm khéo. So với trước đó, đại gia phố núi trông xuống sắc thấy rõ. Tương lai của quốc cường Gia Lai ra sao sau khi ông cường đô la làm CEO thay mẹ? Ngày 23 tháng 7, ông Nguyễn Quốc Cường đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc thay cho mẹ mình. Sáng ngày 30 tháng 7, công ty cổ phần quốc cường Gia Lai cũng đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian qua, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai liên tục giảm trong 11 phiên. Tuy nhiên, vào ngày 29 tháng 7, cổ phiếu QC di bất ngờ tăng bật trở lại trong bối cảnh ông Nguyễn Quốc Cường chính thức là người đại diện pháp luật cho công ty, thay do bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt tạm giam. Đầu giờ sáng ngày 29 tháng 7, giá cổ phiếu vẫn giảm về 5.890 đồng mỗi cổ phiếu. Thế nhưng sau đó bất ngờ tăng phần lên trần và cuối phiên tăng lên mức 6.770 đồng CP. Viết giá cổ phiếu tăng trở lại trong bối cảnh giá cổ phiếu của công ty này giảm 30% từ 12.250 đồng xuống dưới 6.000 đồng. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng một tia sáng mới sẽ mở ra cho quốc cường Gia Lai, liệu cường đô la có thể giải quyết được những vấn đề trước đó và vực dậy được công ty hay không? Nhiều người kỳ vọng một tương lai sáng hơn cho quốc cường Gia Lai khi ông Cường lên đảm nhận vị trí của bà Loan trong thời gian tới. Nằm trong hội đồng quản trị, Ông Cường nắm giữ 537.000 cổ phiếu, 0,2%, một con số rất nhỏ so với tỷ lệ nắm giữ 37,05%, tương đương gần 102 triệu cổ phiếu của bà Lan. Từ Hưng là người nắm quyền tại quốc Cường Gia Lai, thế nhưng trong thời gian ông Cường còn đảm nhiệm vị trí, doanh nghiệp này đã ghi nhận nhiều sai phạm không tổ chức được đại hội đồng cổ đông. Sau khi rời quốc Cường Gia Lai năm 2018, ông Cường đã xây dựng sự nghiệp riêng cho chính mình cùng vợ là Đàm Thu Trang.